Thế nào là mô hình vai đầu vai ngược? Mô hình vai đầu vai ngược khi bắt đầu cổ phiếu bắt đầu đi xuống và nó tạo được một cái vai ở bên trái. Sau đó cổ phiếu lại rũ xuống một lần nữa và sau đó đi lên. Thì đây là tạo được một cái đầu. Và khi cổ phiếu đi xuống và lại đi lên thì tạo một cái vai bên phải. Khi tích lũy ở một cái vai bên phải này thì cái điểm mua đúng chúng ta nó sẽ là điểm mua này. Và khi có khối lượng nó phải thấp xuống. Khối lượng nó thấp xuống. Thì đây là điểm mua đúng, sau đó cổ phiếu sẽ đi lên rất mạnh. Thì cổ phiếu vai đầu vai ngược này nó dễ báo hiệu cái xu thế đảo chiều. Cái khoảng cách từ đây cho đến cái vai bên trái này, đến cái đỉnh này, nó không được xa quá. Và đôi khi cái vai phải này nó sẽ chúc xuống sâu hơn thì vẫn là ok. Bởi vì nó thể hiện một cái sự rũ bỏ lâu hơn, rũ bỏ nhiều hơn thì vẫn là ok các bạn nhé.